nhìn nó rẻ lỡ không. Vậy rồi nó có giòn không? Cái này không giòn nổi rồi. Da mỏng. Phần mà ướp gà đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây và mình nấu lên. Mình nấu lên cùng với thịt bằm, với tất cả mọi thứ để em chút xíu nữa mình có ăn, mình chấm hoặc là mình để dành mình ăn cơm, ăn bánh mì cũng rất là ngon các bạn ơi. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, tất cả mọi người đã yêu thích kênh của Kim Minh Food nha. Thì ngày hôm nay hai mẹ con của mình ngồi ăn cherry, con ăn cherry đi. Okay. Thì trước khi quay video là em đã đút cho em ăn rồi, cho em ăn phở rồi, bánh phở rồi. Nè, đũa của con nè. Ngày hôm nay thì mình sẽ lấy tất cả những cái món mà mình làm các bạn, là củ cải muối vàng nè các bạn, rồi hẹ làm kim chi. Gà này là gà của ông xã mình, ông chỗ tài ông làm á, mà gà chiên xong ông làm sao giờ nó thành gà xào, gà hấp gì rồi mình cũng không biết nữa, nhưng mà đâu mình muốn ăn thử xem như thế nào. Con không có cầm đũa gắp cherry được, con cầm đũa gắp cherry nó rớt. Ủa? Rớt, bóc tay đi. Nè con ăn trứng không? Trứng. Ăn trứng nha. Trứng. Ăn trứng. Trứng. Ăn trứng nè, đó ăn đi. Trứng. Rồi gắp trứng ăn đi nè. Trứng. Rồi á, bây giờ mình giới thiệu sơ qua cho mọi người nha. Đây là mì, tại vì hồi nãy mình thấy cơm còn, nhưng mà khi mở dở cơm ra thì hả, mùa hè này các bạn, cơm nấu từ sáng tới chiều là bắt đầu nó có hơi có mùi rồi, cho nên mình không có dùng cơm. Bây giờ mình sẽ dùng mì để mình ăn chung với món này ha. Mà gà này, món chính ngày hôm nay là gà nướng của ông xã mình. Bây giờ mình sẽ ăn thử món gà này như thế nào các bạn. Ông đem ông hấp, hấp xong rồi cắm chiên, mà cái chảo dầu nó không có đủ lớn, lửa lớn á, cái bỏ vô chiên cái da nó không có giòn, rồi tới cuối cùng ra thì thành là gà giống như là gà khìa vậy đó, giống gì đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người ăn ha, mời tất cả mọi người nha. Cái phần thịt nó hơi lạ. Cái phần thịt nó hơi lạ mà. Còn cái phần thịt này á là phần thịt bằm. Lúc đầu ảnh ướp ảnh định là nhét vô con gà, nhưng mà do không có kim cho nên không có mai cái bụng gà lại được. Cho nên hả, để phía ngoài cái xong mà cái phần nước sốt á, cái nước sốt còn dư lại á, mình nấu chung với cái thịt này luôn, cho nên cái phần này thì rất là ngon và đậm đà. Đó con. Em ăn no rồi, đúng em không ăn rồi mọi người ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử cái kim chi nha các bạn. Không phải kim chi mà cái này là củ cải vàng, củ cải muối vàng, củ cải chua. Rất là giòn, chua, thơm, đặc biệt là mùi nghệ. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn cái phần mì lên. Cái mì này mình làm mì khô. Khô. Mì khô. Mì khô. Các bạn. Bây giờ trộn cái phần mì để lên cho nó đều nha. Để ăn cho nó gọn, mình sẽ bỏ vô cái chén này mình ăn nha các bạn. Chén. Bỏ vô cái chén đi. Cho nó gọn chứ dối sao quá. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ thêm một miếng kim chi hẹ vào nha. Kim chi hẹ với củ cải chua ha. Bằm ha. Cải chua hả? Cải trứng. Cải chua nè. Rồi với thêm một miếng thịt gà ha các bạn. Đây.
Mọi người thấy không? Ngon chưa? À. Mình đang ăn phần hẹ kim chi. Hẹ nó bị già. Nó quá, dư. Đũa của con nè. Trước. Quay đầu lại, cầm ngược rồi. Nè. Đưa cái khúc này lại cho mẹ. Được không? Giỏi quá. Nãy mẹ rủ ăn thêm không ăn? Cái phần hẹ kim chi này mà ăn kèm với cái mì á thì rất là ngon luôn mọi người. Đây, mình mời mọi người nha. Hết sảy. Nè, ăn thôi. Rồi, cảm ơn. Giỏi quá. Cái phần hẹ các bạn, nó có cái phần hẹ bông á, nó cứng. Mấy hôm nay em tập cầm đũa đó mọi người. Cắn con, cắn. Cắn đó. Cắn. Đúng rồi, cắn vậy đó. Em vô uống sữa rồi mọi người ơi. Đây nè, cái phần phở của Handy nè, hồi nãy Handy ăn còn dư lại nè các bạn. Lên mày ấp đó chứ. Lên gấp mì mì chưa? Rồi, mâm mì. Con hồi xích vô. Đó. Giỏi quá. Handy rất thích mì mọi người. Giống mẹ, thích mì lắm. Em cũng mê mì lắm mọi người ơi. Để cho em ăn cái đó đi, để nó không có cay. Em ăn trên cái dĩa nè. Giỏi rồi, cắn không? Cắn. Rồi con gắp đi. Cuối cùng cũng phải lấy cái chén các bạn. Giờ mình ăn tiếp cái phần gà. Cái phần gà này á, cái thịt nó dày quá cho nên nó không thấm vào bên trong được. Cái phần ở trong các bạn ha, nó tươi rồi. Cái thịt gà nó dày lắm luôn. Cái phần này mình xé. Mình xé là nửa con gà, một cái cánh với một cái đùi và một cái ức. Nào. Con ăn này hả? Trứng không? Trứng à? Không ăn trứng hả? Ê. Thôi bỏ đây, mẹ ăn được rồi. Không có mượn. Ảnh sai mình ăn. Ăn gì ăn tới đâu là nhỏ nhỏ nữa đó. Khô quá. Khô. Khô. Cái phần vỏ mà bị khô. Con gà bị khô. Ê. Ven. Ê. Ven. Chắc ê. Chắc ven hả? Rồi các bạn đi. Cắt ế. Ừ.
chú thấy hàng gì cầm lửa giỏi không? Ba tuổi mấy rồi? Ừ. Được rồi. Rồi chơi cho mẹ uống miếng nha. Đây là phần trứng luộc mọi người. Lấy thêm mì. Thêm kim chi. Con mì á, ok để mình lấy mì cho. Rồi đó, mâm đi. Ấy. Mì. Ý. Ý. Mì hả? Ok mì nữa hả? Sao mì nhiều vậy? Nào. Ý. Ý. Chi dạ? Kim chi nữa hả? Ok rồi đó, rồi. Nhiều chuyện lắm các bạn. Ờ chú đi rồi, mất tiêu rồi. Thấy không? Nếu là ăn đường một cải. Cái phần thịt gà này phải nhúng nữa. Ui, ui. Cái phần gà ăn không nổi các bạn ơi. Nó khô quá. Tại vì cái phần thịt gà này nó rất là dày, nó không giống như gà ta của mình. Gà ta của mình cái ức nó mỏng. Ướt dày. Ướt é. Cái phần gà ta của mình á thì cái ức nó mỏng hơn. Mình ướp nó thấm hơn, còn cái này á, cái thịt gà mà ức nó dày như thế này đó các bạn. Cho nên á khi mình ướp nó không có thấm nổi gia vị. Cái phần này chắc có lẽ một chút xíu sau mình sẽ xé ra và mình bỏ chung với cái nước của mà gà mình nấu đó, thì mình sẽ tao lên cho nó rút ngược vào cái miếng thịt để mình ăn nó sẽ thấm hơn. Ông xã mình ông thấy con gà ông muốn làm gà nướng, nhưng mà thực sự ra con gà này á nướng nó không có ngon, tại thịt nó rất là dày, nó sẽ không bao giờ thấm nổi. Rồi bây giờ mẹ con mình sẽ ăn tới cái phần cherry. Ngon quá. Thôi mẹ ăn. Nè mẹ có rồi nè, mẹ có rồi nè. Con ăn đi, bỏ miệng. Ấy. Bỏ miệng. Ấy. Ăn chứ. Ấy. Cá. Cá. Con trắng đi. Cá. Trắng đi. Cá. Cá gì? Cá. Cá.
Video của hai mẹ con em đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn, những người đó đang xem cái video này và ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua nha. Nhớ đừng, nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình, nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Bấm một cái chuông khi mà em múc video, các bạn sẽ là người đầu tiên nhận thông báo. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye kìa con.